Không có cửa qua vợ tôi đâu nè, nhưng mà nói trước nha, qua bên đó còn lén khoén cái gì là không ổn với tôi đâu ha. Ê bớt bớt giỡn nha, trời tôi dặn ông mới đúng á, ông đừng tưởng tôi không biết chuyện ông với vợ tôi hồi trước kia nha, không có chuyện tình cũ nha. Nhưng vậy giờ chơi cá đi, bây giờ thí dụ mà ai thắng á, vợ người nào giỏi hơn á thì người đó được đãi một chầu nhậu ở khách sạn sang nhất, dám không? Ok, muốn cá thì cá. Ok. Ăn từ từ hai đứa. Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi. Mình ăn thôi. Trời thơm dữ vậy. Khoan đã. Cô biết là Gia Khang với Gia Minh nó thích ăn cái món thịt kho tiêu này nên hôm nay cô làm thử. Hai đứa ăn coi có hợp khẩu vị không? Nè tụi con. Nè. Cô Minh Ngọc làm giúp bạn Minh Nhi sướng thiệt. Lâu lắm rồi, con mới được ăn đúng giờ. Ủa vậy hả? Thôi, ăn đi không có nói nữa. Rồi cảm ơn cô Ngọc chưa? Ngon quá ha, ăn được không anh? Được. Ngon không? Ừ. Ngon. Ngon ngon. Nè, thịt nữa, thịt đi. Đây, thịt nha. Sao em đứng ngoài vậy? Không ngồi xuống đây ăn với cha con anh cho vui. Không, ba cho con anh ăn đi. Em vô em dọn dẹp cái bếp đã, mới nấu xong vừa còn lắm. Anh đi ăn đi. Dọn nhanh này lên ăn nha. Ăn đi, cứ ăn đi. Trời ơi. Nè tụi con. Đi lên, đây ba múc canh cho ăn nè. Rồi để anh làm mấy chuyện này cho. Em còn muốn giúp gì không mà nói đi, anh làm luôn cho. À với lại đồ của Minh Nhiên á, em không biết để đâu chứ á, lát nữa anh vô anh kiếm chỗ anh để em nha. Với lại nè, cái bàn này Minh Nhiên chơi dơ quá à. Bây giờ một lát nữa anh dẹp dọn xong rồi có gì anh lau luôn cái bàn này nha. Em chạy xuống dưới bếp em lo nồi canh nha. Nha. Không được rồi. Dọn dẹp. Dạ. Dọn dẹp liền, nhanh lên, phụ giúp tôi dọn dẹp nhanh lên. Em ơi, có gì cần cứ kêu nha, anh phụ cho nha. Ngồi lên, đem đồ vô. Còn xuống lão chùa nhà cửa nữa kìa. Ba ơi, lâu rồi con mới thấy ba làm việc nhà đó nha. Cô thì có kiếm chuyện nha. Tôi là tôi muốn làm mà, tại vì mẹ cô không cho nên tôi phải như vậy đó. Đi, đem đồ vô nhanh lên. Kiểu này là ba thua một chầu nhậu với chú Huy rồi đó. Sao mất chầu nhậu vậy ba? Thì thua thì mất chầu nhậu, nói nhiều quá, dọn dẹp nhanh lên. Dọn dẹp, bước thẳng lên cho phòng dẹp lên. Nhanh. Đừng con, đừng. Dạ Minh. Dương. Coi ba sẽ trả thù cho hai đứa. Thấy chưa, hay không? Trời ơi con, ăn dẹp gọn vô đừng có giục tùm lum con. Con ăn con bài gì vừa phải không chứ, để cô dọn mệt cô. Trời đất ơi. Anh ơi, em mới quét ở đây rồi, đừng có bài ở đây nữa, đừng có lỉ xuống đây về một cái. Trời ơi, chóng mặt luôn á. Trời ơi, coi nè. Trời ơi, ba cho con. Lấy bà mấy sô-cô-la rồi. Đây nè. Ba cho con nghe tôi nói không vậy? Dọn nãy giờ 8 lần rồi nó không có sạch chỗ này nó làm sao? Ăn thì gom một chỗ ăn đi, đừng có giục ra nữa coi kìa. Anh lớn rồi sao kỳ vậy? Nói nghe vậy là được rồi đó. Đừng có bài nữa nghe không? Dọn lần nữa thôi đó. Lấy bằng sụt ra. Một lần thì đó thôi nha. Ui, mệt lắm rồi đó, nãy giờ dọn hoài, dọn không xong à.
coi ăn không? Ăn không? Không ăn bỏ. Trời ơi! Anh sao vậy? Em mới vừa nói xong luôn mà anh. Hả? Trời ơi, thiệt tình cái nhà này á, em nói thiệt á, người ba đầu sáu ta làm không hết cái việc nhà này nữa. Anh suy nghĩ đi, chồng em kìa, qua coi chồng em kìa, em làm cái gì cũng đợi phụ giúp em hết trơn á. Còn anh kìa, cái gì mà ba cho con ôm nhau chơi ăn uống không vậy đó hả? Em thông cảm đi, đó giờ cuộc sống gia đình anh vậy rồi. Vậy anh có bao giờ anh giúp Ngọc Hân chưa? Chưa. Trời ơi, làm chồng gì kỳ vậy? Thôi đừng có bài nữa, hai đứa đừng có bài nữa nè. Ăn uống gọn vô, để cô la kìa. Ăn uống gọn vô. Con. Trời, còn cái gì đâu mà con ăn. Quậy phá quá trời. Ăn bật cái đồ đó, chị không biết. Quậy quá à. Ngồi yên. Trời ơi. Đừng đi đây, anh làm cho em khỏi làm, em ngồi đi. Đi, trời em ơi. Gọi làm chuyện bếp đi, mấy cái này anh làm cho, thiệt. Mấy cái này để em làm cho, anh giúp em nhiều chuyện lắm rồi, thì cái này để em làm chứ. Không phải, tại vì vậy nè, vợ anh nó sắp xếp mấy cái này rất là kỹ. Bây giờ chỉ cần lệch chút xíu về là cổ nhặt liền, anh cũng muốn vậy nữa, để dễ đi không sao đâu. Anh làm được. Đi, nói anh đi, nói. Tình luôn á. Mấy cái này có cần thiết đâu, phải kỹ từng ly từng tí vậy đâu. Anh kỹ mà Ngọc cũng kỹ nữa, đâu cần thiết vậy. Biết rồi, biết là vậy, nhưng mà tại vì nó là cái tính rồi, không đổi được đâu, anh nói thiệt. Chỉ cần nó lợm chút mà không giống như suy nghĩ ban đầu là khó chịu liền luôn á, không sao đâu. Nhưng mà anh á, anh kỹ lưỡng vậy quá, khổ anh khổ người khác thôi chứ có gì đâu. Biết như vậy rồi, anh chỉ muốn phụ giúp vợ anh thôi. Không sao đâu, không có chuyện gì đâu. À, mà sau cái chuyện này á, em mới rút ra được một kinh nghiệm, một bài học. Vợ chồng là phải biết chia sẻ công việc với nhau. Người này làm, người kia cũng phải làm. Chứ ở trong nhà mà chỉ có một người làm á, thì sớm muộn gì cái người đó cũng đi nhập viện. Alo. Hả? Nhập viện á? Ok. Chuyện gì vậy? Ai nhập viện? Dạ anh bị tuột, dạ anh bị tuột gì, ai tuột ạ? Không, tuột đường, tôi bị ngoài đường luôn. Không. Thấy chưa? Tuột đường. Bây giờ sao? Tuột đường quyết đúng không? Đúng rồi. Thế chị em nói rồi, bao nhiêu lần rồi. Làm thì mình cũng phải làm vừa phải thôi. Người này làm, người kia làm, ôm hết nhiều người. Bởi vì tuột đường quyết là phải rồi. Từ, anh đang nói là bây giờ soạn đồ. Đúng rồi. Bây giờ soạn đồ, cuốn gói đi luôn. Vô bệnh viện. Đúng rồi. Bây giờ để em lên soạn đồ cho anh. Em đừng lên, tại vì đồ này vợ chồng anh được để rất là kỹ lưỡng và chi tiết. Em chỉ cần thay đổi một xíu là bạn sẽ rất là khó chịu, hiểu không? Bây giờ mình còn kỹ lưỡng hả? Bây giờ anh có vô với Ngọc không? Đi. Ok. Trời đất ơi.